Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị thêm cái ví son vào trình duyệt web trên máy tính. Rồi, trước hết quý vị hãy truy cập địa chỉ www.solet.io. Rồi, ở đây nó có một số hai cái lựa chọn. Trường hợp quý vị muốn thêm cái ví này, add cái ví này vào trình duyệt thì quý vị chọn OK. Chọn cái Phantom này rồi chọn OK. Còn trường hợp quý vị muốn sử dụng cái ví này trên cái địa chỉ website thì quý vị chọn vào cái iLog Future Dialog. Đó, OK. Bây giờ tôi sẽ chọn cái Phantom này. Phantom. Rồi, quý vị chọn đến Add to Edge thì ở đây tôi đang sử dụng cái trình duyệt web của Microsoft là Edge. Quý vị có thể thêm vào các trình duyệt Chrome, Firefox, Brave hoặc Edge đều có thể được. Rồi, chọn Add. Chọn tiếp vào Add Extension. OK, quý vị sẽ thấy cái biểu tượng Phantom nó ở cái trình duyệt web này. Đó. Nếu quý vị đã có cái Private Key thì quý vị có thể đồng bộ bằng cách là chọn vào cái lựa chọn User Select Recovery Private. Còn ở đây tôi sẽ tạo một cái ví mới thì tôi sẽ chọn vào Create New Wallet. OK, thì đây là cái dãy 12 ký tự. Quý vị tuyệt đối giữ bí mật cái ký tự này cho quý vị. Còn ở đây của tôi làm cái video để demo quý vị tham khảo thôi. Rồi, quý vị hãy copy cái ký tự này. OK chưa? Copy. Copy xong chọn OK này. Bước này quý vị hãy đặt mật khẩu. Đặt xong quý vị chọn vào tích vào cái ô này, chọn Save. Chọn Continue, chọn Finish. Rồi, vậy là đã thêm và cài đặt cái ví son vào cái trình duyệt web. Quý vị hãy mở nó lên này, chọn cái biểu tượng Phantom. Đó, thì ở đây quý vị có thể hoán đổi các token trên hệ sinh thái son trực tiếp trên cái ví này. Hoặc quý vị cũng có thể vào các sàn của hệ sinh thái Son, quý vị swap mua bán các token trên ví. Quý vị muốn hoán đổi thì quý vị vào cái mũi tên hai gạch ngang này. Trường hợp quý vị muốn nhận thì quý vị chọn vào đi xây để lấy cái địa chỉ ví. Đó. Đó, thì nó sẽ ra cái mã QR code. Quý vị chỉ phải copy cái mã này. OK, đây là cái phần cài đặt này. Cái phần cài đặt này thì quý vị có thể reset lại cái mã này, remove, xóa ví này, rồi cho nó hiện cái private key lên này. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ vào cái sàn FTX.
FTX. Ở đây tôi đã đăng nhập sẵn vào cái sàn FTX của tôi rồi. Quý vị muốn chuyển Son từ cái sàn FTX về ví thì quý vị chọn vào cái tài khoản, chọn vào ví. Có thể quý vị sử dụng cái app trên smartphone thì nó hơi khác một chút, nhưng quý vị chỉ cần chọn cái coin token, sau đó quý vị chọn đến cái network. Quý vị chỉ cần chọn đúng cái network Son là quý vị có thể gửi nhận chuyển từ sàn FTX sang cái ví Son. Rồi ở đây ví dụ tôi sẽ chọn cái Son đây. Tôi sẽ chọn vào rút tiền. Đó. Và tôi dán cái địa chỉ rút tiền từ cái ví Son vào đây. Đây. Tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví. Tôi copy này. Copy. Rồi tôi dán nó vào đây. Đó. Thì hiện tại cái sàn FTX đang hỗ trợ tất cả các coin, các token nó chạy trên cái network Son. Trường hợp quý vị rút Son thì quý vị không phải chọn cái network, quý vị chỉ việc dán địa chỉ vào đây là nó sẽ tự nhận. Rồi quý vị nhập cái mã bảo mật 2FA của quý vị trên cái sàn FTX, rồi quý vị chọn vào rút tiền và quý vị chờ xác nhận. Ok, trường hợp quý vị muốn gửi rút USDC hay là USDT về cái ví Son thì đây, ví dụ tôi chọn USDC đi. USDC thì nó lại nằm trong cái USD đây này. Quý vị chọn vào rút tiền. Rồi, ở đây tôi chọn là USDC. Đó. Thì hiện tại cái USDC trên cái sàn FTX nó đang hỗ trợ hai cái network, một là Ethereum ERC20, hai là Son. Đó. Thì quý vị cũng dán cái địa chỉ ví Son vào đây. Ở cái lựa chọn network đây này thì quý vị chọn chính xác là cái Solana SPN. Đó, thì đây là cái network Son, quý vị phải chọn chính xác cái này. Rồi quý vị nhập 2FA này, nhập số lượng mà quý vị muốn rút từ sàn FTX về cái ví Son. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ cái trường hợp là USDT đi. USDT thì nó sẽ có nhiều các network hơn, quý vị rất dễ nhầm này. Tôi sẽ chọn vào USDT, chọn rút tiền. Thì cũng cái phần địa chỉ này, quý vị dán cái địa chỉ ví Son vào đây. Đó. Thì ở đây nó có rất nhiều các network. Nếu như cái đồng USDT và rất nhiều người lựa chọn nhầm cái network, quý vị không thể lấy lại được token khi quý vị gửi nhầm cái network này đâu. Đó, ở đây cái network USDT có ERC20, TRC, Son và OMI. Thì quý vị muốn rút USDT từ cái sàn FTX về cái ví Son, quý vị phải chọn chính xác cái network là Solana. Ok chưa? Đó, Solana. Rồi quý vị cũng nhập cái số lượng, rồi là nhập cái mã bảo mật 2FA. Rồi quý vị chọn vào rút tiền. Thì hiện tại quý vị rút tất cả các coin, các token mà nó chạy trên cái network Son. Hiện tại sàn FTX là hoàn toàn miễn phí. Ok chưa? Rồi, thì đến đây tôi xin kết thúc video này. Trường hợp quý vị ai chưa có tài khoản ở sàn FTX thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu hoặc là cái đường link mà tôi để bên dưới video này để quý vị nhận được giảm giá khi quý vị giao dịch trên cái sàn FTX.